rửa chân cho Sushi nhé. Cô bảo này, con rửa con đừng có vẩy nước lên trên này nhiều quá nhé, nó đóng hết cả cặn rồi. Anh chẳng biết cái gì cả, con thấy phải lo. Như thế này, chăm xem không bằng một thử, try it with TikTok. Nhiều khi Sushi chính là nguồn cảm hứng để bọn mình thiết kế kịch bản. Này, cô nương này còn đòi làm diễn viên chính cơ. Vì không muốn công việc bị quá tách rời với gia đình nên bọn mình sẽ vừa làm nội dung và vừa dành thời gian chơi với con luôn. Đó cũng là một tip để bọn mình cân bằng giữa công việc và chăm sóc con cái luôn nhá. Nền tảng này là khu vui chơi của cả gia đình nhà mình. Thời gian này là của chúng mình. Thi thoảng bọn mình cũng có những video của ba bố mẹ con nhưng mà chỉ đang ở chế độ riêng tư thôi. Như này này, đơn giản là bọn mình muốn lưu giữ kỷ niệm của cả gia đình và lâu lâu xem lại một tí. Nho á. Được rồi, bên mẹ rửa cho Sushi nhá. Ê, vợ cứ để anh chăm xem không bằng một thử. Try it with TikTok. Dùng cái tâm này nha. Bọn mình vừa mới nhận được một hộp quà từ TikTok mọi người ạ. Máy xông mặt này, sữa tám con lăn mắc ra, áo mũ TikTok, túi đựng mỹ phẩm. Hãy cùng gia đình Thủng Long tham gia chiến dịch Trust and Safety của TikTok bằng cách chia sẻ và lan tỏa những nội dung hữu ích này, tất cả những tips hay và những tính năng an toàn mới nhé. Đừng quên hashtag là Try It With TikTok. Thời gian tham gia từ ngày 19 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5 nhé.